Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện đời thường. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện đời thường ngày hôm nay muốn mời quý vị cùng tìm hiểu về âm thanh của những tiếng tơ đàn. Đó là cây đàn đáy, đàn nhị, đàn nguyệt và đàn bầu, cũng như những khó khăn của những người nghệ sĩ, những nghệ nhân giữ nghề làm đàn truyền thống trong hành trình tìm lại tiếng tơ của dân tộc Việt Nam. Khi lắng nghe âm thanh thánh thót của đàn bầu, tiếng trầm buồn của đàn nguyệt, đàn đáy, hay tiếng vi vu của sáo trúc, có lẽ ai cũng đều thấy thổn thức như được trở về với quê hương, nguồn cội. Đàn đáy là một trong những nhạc cụ truyền thống Việt Nam gắn liền với nghệ thuật ca trù. Cùng với sự thăng trầm của ca trù, cây đàn đáy cũng có những thăng trầm nhất định. Gắn với nó là những huyền tích, những câu chuyện của những nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng ngày ngày cùng nhau giữ tiếng tơ, cung đàn truyền thống. Cây đàn đáy trong lòng, gầy một điệu cổ nhạc. Tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch vang lên trầm đục, tựa như tiếng người đang thủ thỉ, tâm tình. Tiếng đàn ấy là tiếng tơ. Đã từ lâu, người ta không còn biết đến tiếng tơ của cây đàn cổ truyền. Chỉ mãi sau này, khi nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch phục hồi, tiếng tơ mới lại ngân lên. Cùng với Du cũng mừng tượng ra cái tiếng đục ấy. Thì có lẽ là gì? Tại sao cái tiếng đục ấy nó lại ở trong cái cây đàn đáy? Và ngày xưa nó cũng có ở một số những cái nhạc cụ, như ví dụ như cái đàn hồ. Đấy, cái đàn hồ trầm, người ta cũng lấy dây tơ người ta kéo cả. Thì đấy là cái tiếng nó đục. Đấy cũng là một cái mà để so sánh là gì, mình đang đi đúng cái con đường của mình. Tôi mừng lắm. Vì đi đâu bây giờ diễn là tôi chỉ mang cái đàn dây tơ ấy thôi. Và tôi cũng động viên một số người là gì, nếu có đàn, nếu đang đánh đàn ấy thì hãy đến, tôi lắp thử cho mà chơi thôi, tôi không lấy tiền đâu. Chứ còn sau này mà cảm thấy thích thì chỉ lúc đó thì ta tính toán sau. Lắp thử để xem biết thế nào là giá trị của cái tiếng tơ. Cũng là bảo vệ phát huy văn hóa truyền thống, mà ở đây là dân ca, ca hát dân gian. Nhưng mà xem ra không phải ở đâu cũng làm cái nhiệm vụ đều thành khẩu hiệu như vậy. Tôi thấy những âm thanh của đàn đáy nó chơi lên ý, người ta nghệ sĩ ta gảy lên thì nghe nó buồn buồn đấy, mà rất là sang trọng, chứ không phải là những cái đàn khác, bởi vì nó có đặc thù của nó, là độc đáo của nó, là chỉ có riêng phục vụ cho được cái nghệ thuật hát ca trù thôi, chứ không sang được những cái bộ môn khác. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch là một tên tuổi lớn của nghệ thuật sẩm và ca trù, là một trong những nhạc công hàng đầu về cây đàn gầy của ca nhạc dân tộc, bao gồm đàn đáy, đàn nguyệt và đàn tam. Không chỉ là truyền nhân của kép đàn tài danh Đinh Khắc Ban, là học trò chân truyền của đào nương Phó Thị Kim Đức, ông còn dày công khôi phục âm thanh nguyên bản cho cây đàn dân tộc sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên. Người xưa chơi đàn bằng dây tơ, đến thời Pháp thuộc, dây tơ không còn nữa, bị thay bằng dây ni lông. Thuở sinh thời, nghệ nhân Đinh Khắc Ban mãi hoài nhớ về tiếng tơ năm xưa, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Khi ấy, cậu học trò Xuân Hoạch, dù chỉ được biết tiếng tơ qua những lời kể của thầy, đã nuôi ý định tìm lại cho kỳ được.
Thì lúc đó là gì? Chỉ đi học đàn để lấy những cái gân ngón và cái màu sắc của ca trù thôi, để về phục vụ cho cái công việc của nhà hát. Thì được người thầy rất là tận tâm, thì ông cũng mang hết cái khả năng của mình để cố truyền tải cho tôi để tôi học. Tôi học bằng cái đàn đáy, nhưng mà lúc đó là không có cái dây tơ, đánh bằng dây gọi là dây cước thôi, dây ni lông. Thì ngồi thỉnh thoảng cứ học xong rồi ngồi tâm sự, ông bảo bây giờ chả có nữa thì phải đại dùng thôi, chứ còn ngày xưa dùng dây tơ nó hay lắm. Thế tôi mới hỏi là thích dây tơ thì mua ở đâu hay là nào. Bảo ngày xưa cái thời trước ấy là cái làng Vạn Phúc là có một cái nhóm gọi là nhóm nghệ nhân chuyên xe dây tơ để cho các kép đàn đấy thực hiện dùng. Thế rồi dần dần thì cái bộ môn này nó cũng bị chìm đi, thế nên là cái dây tơ, cái nguồn dây tơ nó không còn nữa. Thế ông bảo là gì, tiếng tơ ngày xưa nó ấm, nó trầm, nó đục tiếng, nó hay lắm, mà nó bén tay để đánh nó thích. Thế nên bây giờ thì tất nhiên cũng được, nhưng mà nó không thích bằng. Cảm xúc khi mà đến được nghe các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp là rất là khác so với chỉ là xem thông qua một cái màn hình nhỏ, thì đấy là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em, và em rất mong muốn là có thể tham dự đến những cái chương trình như này thường xuyên hơn, và những chương trình này có thể để cho các nhiều các bạn trẻ hơn nữa biết đến chương trình để bảo tồn những giá trị truyền thống của Việt Nam ạ. Nói ra thì đơn giản, nhưng chính nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch đã phải mềm mò hết lần này đến lần khác mới có thể làm được một dây đàn có âm thanh chuẩn. Có khi nhìn sợi dây đàn hoàn chỉnh, nhưng mấy ai biết được rằng trong đó là hàng trăm sợi tơ bé xíu được bàn tay của nghệ nhân bện lại. Đến năm 2016, công cuộc hồi sinh tiếng tơ đã chiếm trọn 8 năm của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch. Ông bảo, ngần ấy thời gian là quá ngắn, chứ không phải quá dài nếu tính đến nguyện ước, dùng cả đời để hồi sinh tiếng tơ. Đi hỏi lại các cụ cũ, các cụ bảo là ngày xưa thì người ta cũng xe thủ công thôi. Nó lâu, thế nhưng mà nó rất là quấn hai cái sợi, những cái sợi tơ ấy nó quấn lại với nhau, nó rất chắc. Sau khi mà thử xong lúc đầu thì nó hay đứt lắm, không biết có cách nào, mà xe dày thì rồi đến lúc nó cũng đứt, xe mỏng thì nó càng đứt nhanh hơn. Thế rồi thì hỏi thêm cho một số, tức là gì, người ta bảo phải có một số những cái phụ gia gọi là dân gian thôi, để cho nó giữ được cái độ quánh của dây và nó cái độ bền của nó dài hơn. Và sau khi thử nghiệm xong thì có thu thanh thử để kiểm nghiệm nó. Thế tôi hỏi là thế cảm nhận nó thế nào? Bảo đây đúng là cái tiếng nó rất đục, nó không vang như là cái dây ni lông. Bảo chết thì thầy hoàn thành rồi, chết thì là yên tâm rồi, cứ thế mà xe dây tơ mà đánh thôi. Trước khi đi xa, nghệ nhân Đinh Khắc Ban muốn trao lại cây đàn cho người đủ tâm, đủ tài nối nghiệp mình, và người được tin tưởng gửi gắm là nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch. Mỗi phần của cây đàn lại làm bằng những loại gỗ khác nhau như gỗ chắc, mật, nghiến. Những miếng gỗ đã mua từ lâu, phải phơi nắng, gió, sương, mưa hàng tháng trời sau mới được dùng đóng đàn. Trước khi làm đàn, người ta còn làm lễ dựng đàn. Vì vậy, cây đàn vẫn được ví như linh hồn của người chơi đàn và mang đủ những tiếng hỉ nộ ái ố của trần gian. Cây đàn đáy ấy đã sống với hai đời kép đàn, ngót nghét gần một thế kỷ. Nếu muốn biết nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch đã cực nhọc, vất vả cỡ nào để tìm lại tiếng tơ, trả lại dáng vẻ nguyên bản cho cây đàn dân tộc, chỉ cần nhìn vào hai bàn tay của ông. Xuân Hoạch không có những ngón tay thon mảnh, nuột nà như người ta vẫn hình dung về đôi tay của các nghệ sĩ chơi đàn. Bàn tay ông gân guốc, còn ngón út, ngón tay phải dùng sức nhiều nhất khi chơi đàn thì lồi lõm. Chỉ những nghệ nhân vừa tài hoa, vừa say đàn, yêu đàn như con mới có ngón út như vậy.
Năm xưa, chính vì nhìn vào đôi bàn tay gồ ghề ấy mà nghệ nhân đàn đáy Đinh Khắc Ban mới quyết định truyền thụ mọi lòng bản cho Xuân Hoạch, đồng thời xem ông là truyền nhân duy nhất. Cái đàn này thì nó cái khó, làm nó khó, nó không như làm các cái đàn với cái nhị kéo kia thì mình làm nó trèo cái quan họ với cả hát văn thì nó lại dễ. Nhưng làm cái này thì học thì nó khí, có khi là độ dăm người học có khi chỉ ngọt lại được một người nào được thôi. Vì cái này là tất nhiên là mình coi cũng trải qua, nó cũng phải biết con là tí theo rồi thì mới học thì mới vào được. Chứ còn chưa biết cái gì thì học lâu lắm, không vào được. Tôi chỉ chăn trở là này này, không hiểu rồi thì sau này những cái người kép đàn họ có đến trao đổi với mình để giữ lại cái phong cách của Duy Tơn này không? Để cái bản sắc của mình nó càng tôn lên. Ví dụ người Nhật người ta vẫn dùng Duy Tơ cho một số cây đàn. Ví dụ cây đàn Koto tức là cái giống cái đàn thập lục của mình. Và hay là cái Samisen tức là cây đàn tam. Thì người ta toàn bộ người ta dùng Duy Tơ hết. Người Hàn Quốc thì người ta dùng cho cái Kangakum đó cũng là như là cái đàn thập lục. Toàn Duy Tơ hết cả. Một số di đàn của họ cũng là Duy Tơ cả. Lý do gì họ bảo tồn họ giữ như thế mà ta lại để mất đi. Tôi hiện nay là gì? Tôi đã lắp đàn đáy này. Tôi lắp cho đàn nguyệt này, tôi lắp cho hồ này, cho nhị này. Để tôi kiểm nghiệm xem thế nào là tiếng tơ. Và các cụ ngày xưa, đấy các cụ vẫn chơi thế mà. Mang lại là gì? Chúng ta nói đúng tiếng ta, nói đúng cái văn bản của gốc Việt, của người Việt. Cả trong âm nhạc lẫn cả trong tiếng đàn và cả trong thơ ca. Ta trọn vẹn ta giữ được nó. Thế bây giờ giả lại đúng tiếng của nó thôi. Giả lại cái bản ngã của mình. Một là nhiều năm, hai là nhà là nhiều việc. Tức là sưu tầm nhé, nghiên cứu nhé, quảng bá, giới thiệu, biểu diễn, truyền dạy là khá nhiều hoạt động liên quan đến ca chủ đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những người mà có thể nói là đáng ghi công trong việc đóng góp cho cái sự bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị của di sản ca chủ. Những người làm nghệ thuật và gắn bó với âm nhạc như nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch dường như đều rất kiệm lời. Có lẽ bao tâm sự, nỗi lòng họ đều gửi gắm qua tiếng đàn, qua cây đàn. Chẳng dám nhận mình là người có công giữ gìn vốn âm nhạc cổ truyền. Họ chỉ nghĩ đơn giản mình đang làm công việc của người lưu giữ tiếng tơ, cung đàn truyền thống. Quý vị và các bạn, âm thanh từ tre, từ trúc và tiếng tơ một thùa kết hợp với lối hát trực tiếp không qua hệ thống âm thanh điện tử đã làm nên thương hiệu rất đặc trưng của âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện đời thường ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.